Hồ Văn Cường và ước mơ hát dân ca trên những sân khấu lớn. Tháng 11 này, quán quân Việt Nam Idol Kids Hồ Văn Cường sẽ trở lại với khán giả trong đêm nhạc mùa sao sáng, hứa hẹn mang đến những ca khúc ngọt ngào, làm hài lòng người hâm mộ. Tháng 7 vừa qua, Hồ Văn Cường trở thành quán quân Việt Nam Idol Kids, viết nên câu chuyện cổ tích với tông màu trầm buồn của tuổi thơ gian khó, hòa cùng sắc màu rực rỡ của những quyết tâm và nỗ lực trong những ngày tháng tập luyện vất vả trên sân khấu. Xen lẫn vào đó là sự ngọt ngào da diết trong những ca khúc dân ca mộc mạc đậm chất miền Tây. Tháng 11 này, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện tại đêm nhạc mùa sao sáng trong sự mong mỏi chờ đợi từ những người yêu nhạc. Hình ảnh cậu bé Hồ Văn Cường hiền lành với thân hình nhỏ bé, làn da ngăm đen thấm đậm nắng gió vùng quê, ngưng ngứng nước mắt khi nhắc về gia đình và tuổi thơ của mình khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, có lẽ chưa bao giờ hết ám ảnh với khán giả xem truyền hình. Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ đều phải đi làm thuê. Ở tuổi rất nhỏ, Cường phụ cha mẹ bằng cách đi hát ở các đám cưới. Số tiền kiếm được mỗi lần đi hát, cậu bé đưa cho mẹ để đóng học phí, với mong ước được học hết cấp 3. Chính những lần đi hát đám cưới phụ gia đình đã giúp cậu bé bén duyên với âm nhạc. Qua những bản dân ca miền Tây dung dị, người yêu nhạc đã bị chinh phục bởi giọng hát ngọt ngào sâu lắng, thấm đậm tình yêu quê hương gia đình của em. Bên cạnh vẻ ngoài nhỏ bé, gia cảnh khó khăn và giọng ca làm rung động tâm hồn người nghe nhạc, tiếp xúc với Cường mới thấy hết được sự hồn nhiên vui vẻ của một cậu bé 13 tuổi. Ngoài những giây phút tập luyện với các huấn luyện viên, Cường khá tinh nghịch khi chiêu các bạn hay chơi các trò chơi siêu quậy cùng các bạn. Hồ Văn Cường được nhận xét là cậu bé đặc biệt nhất mùa thi Việt Nam Idol Kids. Tham dự Việt Nam Idol Kids, Cường tâm sự, sân khấu này lớn và xa lạ so với sân khấu đám cưới, nhưng con vẫn muốn lên sân khấu để hát. Có lẽ được đến với những sân khấu lớn vừa là ước mơ, khao khát cháy bỏng của cậu bé nhỏ, vừa là cái duyên và con đường của cậu trong tương lai. Cường từng nói, con ước mơ sau này lớn lên sẽ thành ca sĩ nổi tiếng. Có thể con đường con chọn chỉ là dòng nhạc dân ca thôi. Tháng 11 này, Hồ Văn Cường sẽ có những bước lớn để chạm vào ước mơ của mình tại đêm nhạc mùa sao sáng, được tổ chức tại Hà Nội. Đã từng đi diễn với mẹ nuôi Phi Nhung vài lần, nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên em sẽ đứng trên một sân khấu âm nhạc bolero nồng nàn đắm say, thăng hoa với muôn vàn cảm xúc và đỉnh cao, cùng nhiều danh ca gạo cội như Giao Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ. Đây là cơ hội để sứ giả cảm xúc một lần nữa tỏa sáng và chinh phục những người nghe nhạc, cũng như đạt được ước mơ của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!